Chuyên xe cũ nhất rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hàng Sáng. Thì hôm nay lên sóng với anh em một con Vanfa nhé. Con này lốc đen tầm đời 202 anh em nha. Nói chung là xe zin anh em ha, xe zin từ máy móc zin ha, dàn chân dàn áo nói chung là cũng rất là đẹp anh em ạ. Con này thì nói chung nét căng anh em ơi, con này nét căng luôn nhé. 202 lốc đen này, đời đầu nha mọi người. Con này thì xe zin, máy zin, nói chung là mọi thứ cũng rất là đẹp, bô bọng các thứ là rất là chuẩn chỉ luôn anh em ơi. Biển còn 4 số nhé anh em, 60M17835. Thì con này báo giá anh em luôn là 23 triệu nha, 23 triệu. Thì giá cả thì thương lượng nhẹ anh em ha, thương lượng nhẹ. Anh em có thiện chí thì liên hệ Hoàng Sáng 0983533445 nhé. Và bây giờ thì em sẽ đi chi tiết cho anh em tham khảo, sẽ soi kỹ ha, sẽ soi kỹ từng chi tiết để anh em tham khảo con này nhé. Rồi anh em ơi, cái này thì cái bao tay này thì thay mới rồi này, bao tay gù thì gù sinh lại bao tay thay mới rồi này, rồi kiếng còn luôn ha, kiếng là còn cặp của mình đây anh em nhá, kiếng đồ theo xe luôn. Chóa đèn anh em ơi, nói chung là anh em nhìn cái chóa đèn nó còn rất là sáng nha mọi người, đây còn rất là sáng này. Anh em xem đánh giá nhá, thiện chí thì liên hệ giúp em, đấy anh em tham khảo thì khi xem video á, cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh nhé, để không bỏ lỡ những video báo giá tiếp theo của em. Nói chung là lốc đen thì cũng bữa giờ cũng lâu lắm rồi mới về lại anh em ha. Bên em thì lốc trắng rất là nhiều nhưng mà lốc đen thì cũng rất là hiếm. Đấy thì lâu lâu mới về lại được con. Hôm nay con này thì về cũng liền lạc lắm anh em. Đấy, tất cả các chi tiết là chắc chắn lắm anh em. Anh em đến xem xe nhé. Anh em nếu có nhu cầu thì đến xem xe trực tiếp luôn. Đó, tại địa chỉ là 9/6A khu phố 1 Tam Hòa Biên Hòa Đồng Nai. Anh em đến xem xe giúp em này. Dàn chân thì nó cũng không có dặm nha anh em. Dàn chân này thì em thấy là cũng không có dặm, nhưng mà theo thời gian thì nó nổ sơn rồi anh em này. Đây, theo thời gian nó nổ sơn nhé. Đây những chi tiết này, anh em tham khảo thử nè. Ốc tán còn đẹp nè mọi người. 23 triệu nha anh em. Xe 23 triệu nói chung là giá trị thì mấy con này thì tầm giá nó toàn như vậy thôi anh em ha. Anh em tham khảo. Xe mấy xe này xe hàng hiếm. Rồi. Ốc tán này cũng rất là đẹp ha, căm đùng điền. Niền goxi nhé mọi người, niền goxi căm còn rất là đẹp anh em ạ. Căm nói chung là ngả đều nhau hết, rất là đẹp. Con này nhìn dàn chân trước này, anh em tham khảo đánh giá thử cái dàn chân trước này, không xi không dặm nhé, không xi không dặm. Còn rất là nét anh em, cứng lắm. Vỏ lốp thì còn dày nhá, vỏ lốp trước còn dày anh em. Đây nhìn các chi tiết của nó nhìn còn rất là tươi và mới anh em ạ. Rất là tươi nhé. Một con xe ví dụ xe cũ mà nó giữ gìn như vậy là còn rất là đẹp này. Ví dụ như mấy con xe cũ á, mà nhìn cái dàn chân nó xấu thì cái giá trị nó không cao nha anh em. Nhưng mà con này thì nó khác. Con này thì thứ nhất là vừa về độ hiếm của nó, vừa hai là cái giá của nó, mấy con dòng này thì không có rẻ. Ba nữa là cái dòng này là nhìn anh em nhìn nè, nhìn cái dàn chân trước này nhìn còn rất là nét luôn, rất là đẹp nha mọi người. Dè vẫn là rất là cứng cáp anh em ạ. Sức nhẹ này. Mặt nạ ốc tán nè anh em tham khảo thử. Honda nhé. Chắc chắn lắm. Nói chung là con này cái dàn áo đồ còn chắc chắn lắm anh em. Rất là liền nha, rất là liền khít nha mọi người. Xe riêng đó anh em, mà máy móc đồ là không có đụng chạm gì hết nha anh em. Máy móc không đụng chạm gì hết đây. Anh em tham khảo nha. Ốc tán là nguyên hết nha mọi người, ốc tán là nguyên hết tất cả mọi thứ này. Máy chưa bung nha, máy chưa bung, đồng nồng chưa rớt đây, rất là đẹp luôn, cục máy rất là sạch sẽ anh em ha. Biển 4 số thì anh em thiện chí thì liên hệ Hoàng Sáng giúp em ha, em chi tiết cho anh em coi, em chi tiết rõ nét luôn. Con này thì nói chung là cũng giá trị cao anh em, 23 triệu, giá này còn bớt nhẹ một xíu anh em nhé. Giá trị cao. Lốc này, lốc này, lốc này cũng còn rất đẹp anh em này, nó mòn theo cái kiểu là để chân đó anh em, nó mòn theo thời gian là mòn cái chỗ này thôi này. Còn cái chỗ này thì em nhìn thấy nó còn rất là đẹp này. Cái này nó cũng bóng lắm nhưng mà không biết có dặm tút nhẹ cái này chỗ này chưa, nhưng mà nhìn còn rất là đẹp. Lốc này anh em nhìn ha, anh em nhìn đánh giá nhé, để mọi chi tiết thì anh em nhìn đánh giá thôi. Cục máy này, cục máy rất là đẹp nha anh em, để em nổ máy anh em nghe thử. Êm nha anh em, nói chung là mấy dòng lốc đen này thì rất là êm.
đấy, êm cực kỳ nha anh em, êm cực kỳ luôn. Máy gan ti là nổ ti thầm luôn á anh em. Rồi anh em tham khảo này, áo này rất là đẹp nha, áo bựng này rất là đẹp này. Đây chỗ này có một đít tí thôi này, cái này có đít xíu nha, đít xíu thôi, còn đâu là chuẩn lắm, chắc chắn. Dàn áo anh em, anh em tham khảo cái dàn áo sau nha. Đây cái này đi ký chi tiết rồi nha, anh em được là anh em xuống tiền luôn nha. Đây, áo nha, áo jean tem jean anh em nha. Đây, nhìn này nét mộc rất là chuẩn luôn. Đây là có chảy nhẹ này, chỗ này có chảy nhẹ này. Đây, thì keo nhá. Mấy cái này thì không đáng kể anh em ạ. À, mấy cái nét này mới là đẹp này, mộc theo thời gian nhé mọi người. Soi hết cái gì em cũng soi hết. Con này thì gác chân này, gác chân không phải của nó này. Cái này anh em nào mua về thay lại gác chân này cho nó chuẩn này, thay gác chân đen cho nó đẹp này. Thì gác chân kiểu này xấu quá, hãy dành chân này. Đồ cũ của nó hồi xưa là nó có cái khóa cà, khóa chân trống này anh em này, thấy không? Chứ hồi xe hồi xưa thôi chứ xe giờ không có mấy cái này đâu. Rồi cặt te anh em, cặt te này, cặt te cũng còn rất là đẹp luôn. Phục này, phục này, phục này cái ti này giống ti mới quá. Phục này giống ti mới. Cặt te cũng đẹp anh em. À, trước sau đều là Gucci hết nha mọi người, trước sau thì là Gucci hết. Căm đồ nó còn rất là chuẩn luôn, căm cũng còn đẹp lắm. Căm đùng là còn chuẩn lắm. Vỏ lốp dày anh em nhé, vỏ lốp dày. Vỏ lốp dày anh em mua về là sử dụng luôn. Dàn áo đẹp đó anh em. Con này cái dàn áo phía bên này rất là chuẩn luôn nè, rất là đẹp, mộc nha. Rồi, tay giáp đồ này, tay giáp đồ là nguyên luôn anh em, không cấn móc, không chảy xước gì hết á. Nói chung là rất là đẹp. Đấy, nhìn anh em nhìn nè, nó kiểu là chỉ là sức dâm thôi anh em nha, chứ không có cái dấu hiệu giống như là té ngã hay gì mà chảy khỏe hết nha anh em, chuẩn lắm. Rồi biển số anh em nhìn nè, 60M1 nhá. Cái này là biển cũ từ xưa đến giờ nha, biển cũ từ xưa đến giờ, 4 số này. Đấy, 23 triệu còn bớt nhẹ anh em à. Nguyên hết nha mọi người, còn nguyên hết tất cả mọi thứ. Đây, bên này dàn áo bên này cũng đẹp lắm nè anh em này, cái bộ tem phía bên này cũng đẹp lắm này, đều luôn. Mọc hết nhá, hàng zin hết nha anh em. Nhìn đẹp lắm, thấy không? Xe mà còn giữ được như vậy mà chuẩn nét luôn anh em ạ. Tem thông số đồ còn luôn anh em ha, 202 203 gì đó anh em nè. Bô này còn rất là chuẩn lý luôn, bô này coi dành chân nha, căm đùng liền đẹp nè. Con này thì cái phần bên dưới này nó hơi bị nổ sơn anh em nè, đấy chỗ này thì nó hơi nổ sơn nha, còn phía ngoài này còn đẹp này. Đấy thì chi tiết nào em cũng quay hết nha mọi người, không có quan trọng là bỏ sót cái gì hết á. Chỗ nào mà em nhìn thấy là em quay hết, em chỉ hết, đấy đánh giá hết, xe cổ là có sao là để lại luôn nha anh em. Đấy, tại vì khi quay lên và khi anh em đến xem xe thì nó phải là như một nha anh em. Đấy, nó phải là chuẩn chỉ như thế. Không có dấu diếm gì anh em ha. Thì anh em mua xe ở bên Hoàng Sáng thì anh em cũng biết rồi. Quay kỹ từng chi tiết, từng con, anh em mà cảm thấy ok được là đến lấy xe về thôi, chứ cũng không phải suy nghĩ nhiều. Và khi mà đến thì nói chung là chúng ta chỉ có thương lượng về giá cả thôi, hoặc là anh em lên chạy thử xe thôi. Đó. Chứ còn những cái chi tiết mà ví dụ như mà em nhìn thấy được, em coi được là em để cho anh em coi hết luôn nha. Rồi lốc bên này cũng rất là đẹp nha mọi người, lốc bên này cũng rất là đẹp nè. Nè anh em nhìn nè, đẹp không? Ốc tán là sắc cạnh luôn anh em. Nhắc chi tiết ha, các chi tiết là sắc cạnh luôn mọi người ạ. Giò đạp nè, bô còn rất là mới anh em nhé. Bô Honda này, bô này còn rất là mới luôn. Nhìn con xe nó cứng lắm anh em. Nói chung là con xe mà cái đồ theo xe, đồ zin của nó còn nguyên đó anh em. Nó nhìn nó cứng cáp lắm anh em. Con này cái baga này cũng hơi xấu. Nói chung nếu mà em thì em là em đây cái baga đơn, baga trắng thôi, không có lên gì mấy cái này. Nhìn nó không có đẹp.
Con này thì nói chung là lâu rồi thì cứ để thôi, chứ còn sẵn theo được thì để thôi, chứ còn cái này thay ra cần thiết. Cái này thay bằng cái inox trắng mà nhìn nó con xe nó nét, nó cứng hơn nữa. Baga này nó hơi màu mè xíu. Rồi ổ khóa thì nói chung là cái ổ khóa này là ổ khóa chống bẻ rồi nha anh em. Đây, hai cảnh hai bên anh em, chắc chắn liền lạc lắm mọi thứ. Chắc chắn liền lạc nhé anh em ạ. Rồi mặt đồng hồ này mọi người, mặt đồng hồ của nó nha. Con này thì gương kiến đầy đủ hết anh em, gương kiến đầy đủ hết. Đấy, mặt đồng hồ này chuẩn nét luôn, tay cầm tay thắng bóp rất là êm, rất là mềm anh em ạ. Hàng của Honda thì anh em biết rồi, nói chung là cái chi tiết mà nó còn ngon là anh em nhìn bóp êm lắm, nhẹ tay lắm, không cứng gì hết. Rồi đây phần phía trong nha, phần dưới bình xăng anh em này, bình xăng rất là đẹp anh em nha, bình xăng rất là đẹp luôn này, không nổ gì luôn anh em ơi. Anh em đủ biết là con xe này nó giữ cỡ nào rồi anh em thấy không. Ốc tán này, ốc tán này, này ốc tán còn rất là chuẩn chỉ luôn. Sườn này đây nha anh em, sườn này các cái chi tiết của nó rất còn chắc. Đấy, con xe thì anh em biết rồi, nguyên cái dàn áo vẻ bề ngoài của nó anh em thấy không, còn rất là bóng, rất là đẹp luôn. Rồi phía trong này, thường thường cái bình xăng ở phía trong nếu mà xe nào mà nâu á, lâu á thì nó hay bị chóc hay bị nổ nha, nhưng mà con xe này đặc biệt anh em để ý bình xăng nó tươi không, bình xăng rất là tươi nhé, bình xăng rất là đẹp luôn. Hiếm có xe như vậy anh em. Đó, ít nhiều thì trong này nó hay bị nổ lắm, nhưng mà con xe này còn chuẩn này. Đây anh em nhìn này, nhìn các cái chi tiết mà ngồi trên yên này, đấy nó còn rất có nó mờ hơn, nó chưa bị bóng ra luôn mà xe rất là dữ nha anh em, nhìn cái chất xe tươi lắm. Đấy, đế yên rồi còn hết nha anh em, cái này da yên này thì em không biết là còn hay không thôi, nhưng mà cái đế yên là còn hết nha. Đấy, chuẩn lắm anh em ơi, 23 triệu thôi. Nói chung là bên em có trả góp, có ship xe đầy đủ. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ Hoàng Sáng 0983533445, làm việc trực tiếp đến cửa hàng nhé. Êm nhẹ lắm anh em, êm nhẹ lắm anh em ơi. Đó. Bình xăng bình đồ là còn hết nha anh em, theo xe hết đồ, nó chuẩn chỉ lắm anh em ạ. Rồi vậy nha anh em. Đó, thì thiện chí anh em liên hệ 0983345 trả góp ship xe đầy đủ nhé, trả góp ship xe đầy đủ. Đấy, thiện chí liên hệ giúp em ha, xem xe Hoàng Sáng chuẩn lắm anh em ơi, nhìn từ xa nè anh em.